Xin chào, Hương đang đứng trước mặt nhà văn hóa thanh niên, một nơi có thể nói rằng là vô cùng tuyệt vời. Nơi đây đã ghi dấu rất nhiều những kỷ niệm của Hưng từ những ngày đầu tiên bước chân vào con đường ca hát. Hưng luyện thanh ở tại đây, rồi sinh hoạt học fan tại đây và cũng nổi tiếng bắt đầu từ tại đây. Vâng, năm nay là năm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Hưng xin được gửi lời chúc đến ban lãnh đạo cũng như tất cả các cộng sự, cộng tác viên thật nhiều sức khỏe, luôn luôn có những sáng tạo, những chương trình hay, và nơi đây sẽ mãi là nơi điểm hẹn tuyệt vời của thanh niên thành phố này. Happy birthday!